Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một xã thị Suzuki Việt Nam vừa trình lên cái chiếc Raider R1 Canary 2020 thể thao hơn với một mức giá bán từ 52 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki ra mắt cái siêu phẩm Raider R1 Canary cái bản mới cho năm 2020 với 5 tông màu mới đi cùng tên mới, được thiết kế thời trang hơn, thể thao hơn, đã về tới các lý để bán lẻ. Cái gam màu mới được phát triển theo cái xu hướng đang được ưa chuộng bởi khách hàng, đặc biệt là những khách hàng trẻ hiện nay. Suzuki Raider R1 Canary 2020 gam màu mới sẽ giúp thỏa mãn nhu cầu của đông đảo khách hàng là những biker trẻ tuổi cho cái năm mới 2020. Cái sản phẩm Raider R1 Canary phiên bản 2020 hoàn toàn mới được phân phối chính hãng thông qua các lý Suzuki ở trên toàn quốc với mức giá bán là không đổi. Cái màu xanh mờ thì có mức giá bán cao nhất gần 50 triệu đồng. Cái gam màu như xanh đen, đen cam, đen đỏ và trắng xanh thì có mức giá bán dao động là 49 triệu 200 ngàn đồng. Mức giá trên đã gồm thuế VAT. Ngoài việc được làm mới ở phần bộ đèn thì các chi tiết còn lại trên xe là không có quá nhiều thay đổi. Suzuki Raider R1 Canary FE vẫn được thiết kế lấy cảm hứng từ các dòng mô tô có lớn như GXR, chiếc kiểu dáng phong cách thể thao mẻ đầy cá tính. Xe vẫn có dụng phụ trước dạng ống lồng và một cái mùa nội sóc cho cái giảm sóc sau. Hệ thống phanh đĩa được trang bị cho hai kênh trước và sau. Cái mâm hình xương cá đặc trưng có một cái đường kính 17 inch với những thông số lần lượt là 70-90 cho cái bánh trước, 80-90 cho cái bánh sau và không có trang bị phanh ABS. Cái bản đồng hồ của cái chiếc Suzuki Raider R1 Canary 2020 cũng trở nên hiện đại hơn khi là bỏ đồng hồ báo tua cơ, theo đó là cái dạng LCD hoàn toàn, cung cấp những thông tin đầy đủ về mặt tốc độ, vòng tua, quãng đường, thời gian, đèn báo chuyển số v.v. kết hợp với ổ khóa chống trộm và kích thước tổng thể bao gồm cái chiều dài 1960mm, chiều rộng 675mm, chiều cao 980mm, các khoảng sân gầm 150mm, cái độ cao yên 765mm và trọng lượng 109kg. Suzuki Raider R1 Canary FE 2020 vẫn sử dụng bình cái khối động cơ DOC 4 thì 4 van xăng đơn làm mát bằng dung dịch với một dung tích 147,3 phân khối. Tuy nhiên ở cái bản nâng cấp mới này, cái bộ chế hòa khí truyền thống được thay mới bằng một hệ thống là phun sinh tử, cho công suất nâng lên từ 16 lên thành 18,2 mã lực tại vòng tua máy là 10.000 vòng trên phút, moment xoắn cực đại ở mức 13,8 Nm tại vòng tua là 8.500 mã phút. Cái tỷ số nén cũng nâng từ 10,2:1 lên thành 11.5:1 với những cái van hút xả gọi là xúc bắp, kích thước lớn hơn cùng chiếc piston nhẹ hơn 16%. Hộp số vẫn là con tài 6 cấp số, bình xăng vẫn là dung tích 4 lít. Ngoài ra hệ thống phun sinh tử mới với hai cái phun tia giúp tiết kiệm là khoảng 28%, mức tiêu hao nhiên liệu so với trước đó. Và cái điểm đặc biệt, piston được làm bằng một cái công nghệ đúc áp lực, xăng được mạ bằng công nghệ mạ gốm điện hóa STEM, viết tắt từ cái chữ là Suzuki Composite Electrochemical Material, giúp động cơ mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn, hiệu suất cũng cao hơn. Bên cạnh đó, cái hệ thống khung sườn đồi đến từ Suzuki Advantage 3 thường chỉ được áp dụng ở những mẫu xe mô tô hoặc lớn, nay cũng được tích hợp vào cái chiếc Suzuki Raider R1 Canary cái bản mới 2020. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, share, subscribe.